Sau 2 tiếng học ngắn ngủi, cùng trải nghiệm học tiếng Anh và chơi các trò chơi cùng thầy cô giáo tại trung tâm, các bé đã được tham gia các hoạt động sôi nổi, vui nhộn, thoải mái và được nhận những phần quà dễ thương giúp các bạn nhỏ bước đầu làm quen với ngôn ngữ mới, tạo cảm xúc tích cực cho các em. Em mới học ở trung tâm AMET nhưng mà em thấy giáo viên ở đây rất là thân thiện và em đã học được rất nhiều. Em được tham gia chương trình này thì em thấy các hoạt động rất là vui và rất là bổ ích. Với mỗi khóa học tiếng Anh mẫu giáo Smart Star và tiếng Anh thiếu nhi Bright Star tại AMET, các bạn nhỏ được tiếp cận với những câu chuyện lý thú từ nhà xuất bản Calamity, tập đoàn giáo dục hàng đầu của Mỹ. Giáo trình được biên soạn phù hợp với trình độ từng lứa tuổi, gần gũi với cuộc sống. Vừa học, vừa chơi bằng tiếng Anh cùng giáo viên vui tính người nước ngoài, công nghệ giảng dạy hiện đại và tương tác cao giúp trẻ rèn luyện kỹ năng nghe, đọc, phát âm chuẩn xác. Trung tâm về mọi thứ ban đầu, cảm quan ban đầu là mình thấy đều rất là ok, đều rất là tốt. Từ cơ sở vật chất cho đến các cô phụ trách, cô đón tiếp cho đến các cô giáo và những cái giáo viên bộ môn, chuyên môn và người quản lý. Thì mình thấy về nhân lực là rất là tốt. Cái thứ hai nữa là về cách thức tổ chức các cái buổi học ấy, thì đều rất là hữu ích và khoa học, vừa đảm bảo cái tính khoa học nhưng lại vừa rất là thiết thực cho các con và các con có thể tiếp cận ngôn ngữ rất là nhanh. Một điểm đặc biệt nữa tại khóa học ở trung tâm AMES là các em được học tiếng Anh qua các bài hát, điệu nhảy, rồi vẽ tranh hay học làm bánh. Mục đích của phương pháp này chính là tạo sự hứng thú để các em vừa học vừa trải nghiệm một cách hiệu quả. Hệ thống Anh ngữ AMES quốc tế hiện nay đã có 16 trung tâm và hiện tại ở Thái Nguyên là chi nhánh thứ 16. Thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ mang đến một môi trường học tiếng Anh cho các con, thì đặt các con là trung tâm của việc học và để các con là vừa học vừa chơi, không áp đặt cái việc học quá nặng nề nên các con, để các con có thể có được cái môi trường học tập tốt nhất để có thể là phục vụ cho cái việc sau này vào cái công tác học tập và có thể là các con sẽ đi du học nữa. Một món quà nhỏ sau khi trẻ nói chọn một câu tiếng Anh hoặc hoàn thành một bài tập khó sẽ khá hữu hiệu với lời khen và tán dương đúng mức bằng một câu tiếng Anh để khích lệ trẻ cố gắng nhiều hơn. Chính vì thế, hoạt động vẽ tranh và làm bánh pizza thông qua việc hướng dẫn của giảng viên nước ngoài là một hoạt động trải nghiệm các em rất yêu thích. Hôm nay em rất vui vì được vẽ tranh và làm pizza dưới sự hướng dẫn của thầy giáo nước ngoài cùng với các bạn và các em trong lớp. Em mong sẽ được trải nghiệm nhiều hơn ở trung tâm AMES. Buổi học kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, phấn khởi của cả giáo viên và học sinh, hứa hẹn sẽ có những buổi học trải nghiệm thú vị tiếp theo tại trung tâm.